Chào mọi người nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho mọi người cách lắp cái đèn đà điểu để bàn nhé. Đấy, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Đầu tiên thì mọi người nhận hàng thì chúng ta sẽ nhận được các bộ phận như thế này. Đây là 5 cái bóng đèn trong 5 cái hộp này nhé, mình đã tháo sẵn ra rồi. Đây là phần lông của đèn, đây là phần thân của đèn và dây cắm. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người lắp. Đầu tiên thì chúng ta lấy cái phần lông đà điểu này ra nhé. Đấy, lông đèn này. Lông đèn này thì chúng ta có thể là tùy chỉnh chúng ta tạo tán theo cái ý thích của chúng ta. Đây, mọi người để ý là có một cái khớp nối đây này. Khớp chúng ta vặn vào là được. Đấy. Sau khi mà vặn xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái bóng đèn. Mọi người lưu ý này. Đây. Dưới khớp này là có hai cái chân đấy, chúng ta để ý này, lắp cái chân này vào vừa với cái đuôi này là được này mọi người này. Đó, sau khi mà lắp xong bóng đèn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tạo tán theo cái ý thích của chúng ta. Mình sẽ tiến hành tạo tán nhé. Mỗi người thì sẽ có những cái ý thích, ý tưởng khác nhau. Đây mọi người hình dung là nó giống như kiểu là một cái cây dừa ấy. Đây là từng cái lá dừa này, chúng ta sẽ tạo hình. Mọi người có thể là để các tán này nó so le với nhau, giống như một cái cây dừa trong thực tế nhé. Đây. Sau khi mà đã lắp xong cơ bản rồi thì mình sẽ tiến hành là kết nối với cái nguồn điện nhé. Đó, người lưu ý có cái công tắc ở đây này. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách lắp cái đèn lông đà điểu để bàn rồi nhé. Chúc mọi người thành công. Cần mua đèn liên lạc mình nhé.